À, xin chào mọi người, bây giờ cũng là nửa đêm rồi. Mình vừa làm trong cái slide khởi nghiệp trên Internet, chuẩn bị đi thuyết trình cho một trường đại học với 1.000 sinh viên về chương trình khởi nghiệp trên Internet và thương mại điện tử. Thì mình có lướt qua một số các nội dung trình bày, dự kiến là sẽ trình bày trong 1 giờ trước 1.000 sinh viên ở hội trường lớn. Thì mình có 6 cái nội dung, đó là khởi nghiệp là gì, tại sao sinh viên thì nên khởi nghiệp, những mô hình khởi nghiệp ở trên Internet, những yếu tố của một mô hình thành công khởi nghiệp và một số các bài học kinh nghiệm là khách hàng của mình. Và cuối cùng là phần hỏi đáp trực tiếp ở trên hội trường. Mình cũng giới thiệu sơ lược về giảng viên một chút. Sau đó thì mình thuyết trình về khởi nghiệp. Tất nhiên đây là slide thôi. Mình sẽ có những cái phần phân tích ngay trên hội trường. Đúng không ạ? Tại sao sinh viên nên khởi nghiệp? Đấy. Sau đó thì một số cái mô hình mình cũng giới thiệu và phân tích rất là kỹ, rất nhiều các mô hình ở đây. Và những yếu tố của một mô hình thành công mình cũng đưa ra đây. Mình cũng đưa ra một số những cái bài học kinh nghiệm mà các bạn có thể theo dõi. Thế thì các bạn có thể nhận cái slide này nếu các bạn muốn. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn gửi cái slide này. Đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ quay lại cái buổi thuyết trình tại trường đại học. Và sau đó thì sẽ đăng lên kênh YouTube PA Marketing cho các bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn muốn nhận slide, nhận tài liệu và cả video thì các bạn cứ comment cái địa chỉ email ở đây thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.